Rồi Linh mến chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay thì Linh cùng với anh hai mình đi câu cua đêm các bạn ơi. Bây giờ anh hai đang xỏ trùng vô. Mình đi câu cua đêm. Cái này mình xỏ mình làm cái vòng nữa các bạn. Cái mình bỏ xuống cho con cua nó kẹp cái cằn mình dở lên. Rồi, vậy nè các bạn. Làm cái vòng mồi trùng nè, cái mình bỏ cho con cua nó kẹp, cái mình dở nó lên. Rồi giờ Linh mời cô chú anh chị và bạn theo dõi anh em mình đi câu cua. Lội qua cái mương vườn các bạn. Ở bên mương vườn này cua nó nhiều hơn. Rồi giờ anh em mình cũng tới điểm câu rồi các bạn. Giờ anh hai xuống câu. Chạy xuống hả? Nhữ nhữ nó coi nó lên không? Đó 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 đó, kẹp rồi đó. Mới thấy nhốt lên cái dòng hả? Nhóc luôn các bạn ơi, ban đêm như này mát mát mình nó ra nhóm nhóm nó được một em còn nữa hả? Nó còn nó bự á, nó kẹp rồi đó. Ui, hộp rồi chuẩn bị lên các bạn ơi. Ối hộp nữa, ai vô ơi. Nó đó đó, giật giục nữa rồi. Con này nó kẹp yếu quá. Chìm quá. Chìm luôn rồi. Rồi, đi kiếm con khác các bạn. Thì dài ra nhiều lắm. Ủa xảy rồi. Chui luôn hả? Nó dưới bụi cỏ này các bạn. Ủa có dưới cỏ. Nằm dưới tàu dừa khó câu. Chạy luôn hả? Nào. Câu không ăn bắt luôn rồi. Nằm đó khó câu quá. Con rùa. Dính con rùa các bạn. Thả đi nhỏ xíu à. Đó, dính rồi các bạn ơi, rút rồi kìa. Đó, lên. Ba không còn chỗ luôn á. Ơ, xảy rồi.
nó còn á. Tôi kẹp lên tới cho nó khỏi buông luôn à. Đó đó, nghe đón con đó đó. Đưa xuống kẹp liền. Kẹp cái tàu dừa cứng ngắc luôn á. Nó các bạn thấy không, nó nằm dưới tàu dừa nè, anh hai đang câu nó lên nè. Còn kìa trong bờ đó. Hai ba con bự bự không nè. Đâu phải, nằm dưới á. Con cua lớn quá nè các bạn. Đó, kẹp ở đó, dự nhóm lên đó. Đó. Câu cua này dễ ăn bắt các bạn ơi. Đó, kẹp nữa đó, dính nữa nè. Ừ. Kẹp cứng luôn hả? Ở đây nữa còn mấy con nữa nè. Nè nè, còn con bên đây nữa nè. Đây nè. Ừ, đúng rồi đó. Nó kẹp kẹp kìa. Ủa, nó chảy dưới rồi. Thả xuống là ngay kẹp à. Ủa kìa, nó lội lên. Dính này các bạn ơi. Không. Chạy rồi, chạy xuống rồi. Đi vòng quay lại có nữa hả? Đó, con ngay tàu dừa. Đó, kẹp rồi đó. Nó kẹp dính vô cái bẹ dừa luôn mà. Rớt chứ luôn rồi. Bắt luôn hả? Có thì nó nằm đó thôi. Chạy xuống dưới rồi. Đó, kẹp rồi đó. Cái mương, mấy mương này cua nhiều lắm rồi. Nhóc luôn. Mấy anh em mình đi câu kiếm mớ cua về mai anh em mình đâm đâm ra. Mình nấu bún nước lèo ăn. Còn đây là em Cường nè các bạn. Em Cường đi theo gọi đèn phụ. Nó đó, nằm đó. Nó còn ngâm mấy cây đó, để gần gần nó quất à. Đó, kẹp rồi đó. Còn á, còn nằm đó, để ngay cây luôn. Dính rồi đó, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Cua đồng còn trọng không các bạn. Kìa con đậu trên cái cây đưa lên luôn kìa. Đó, dính này đã, dính này đã, dính hết. Kìa con nghe món ăn đó. Xuống hả, xuống món ăn luôn hả? Kẹp món ăn cứ ngắt luôn đó không? Lôi món ăn lên không buông luôn, chụp chụp chụp.
sát bờ con. Câu nhại lắm các bạn, để ngay nó là nó kẹp liền. Ban đêm nó mát nó ra nhiều lắm. Rồi nhấp nhấp ngay đó, nó kẹp rồi đó. Nó còn đây tàu dừa đó. À, chìm gật chìm nữa kìa. Nhấp nhấp luôn, ăn nữa. Rồi đó, lôi cục ngoài đó. Buông nó nữa hả? Cua nhỏ này ăn lì ghê luôn. Chốt luôn rồi. Lên. Mới câu xong mà đi qua vòng lại lên nữa nè các bạn. Chuẩn bị đốt mồi các bạn. Đó, lên rồi nè. Ô, xà bá luôn đó. Lên. Kẹp không buông luôn. Đó, bên đó ngon đó. Bò gớt xuống dưới này. Nằm giống mồi nang con đó. Cái con này khó kéo nó à. Có mồi nang cứng nhắc à. Ôm mồi nang luôn. Dính. Dính lá dừa. Nằm phơi trên lá luôn. Nhữ nó lên trên á. Cua đâu? Cua nhỏ. Lên luôn rồi chín luôn. Còn nãy giờ được nhiều cua nè các bạn. Con lớn lớn các bạn.
chạy xuống lúc ở dưới nước luôn rồi. Trời dừa nhiều quá. Mấy cái mương này rùa quá trời rùa luôn. Mương nào cũng có rùa chứ. Thấy nó không? Nó đi rồi. Câu câu nó tôi hang thọt hang bắt luôn rồi. Lên. Đó, buông rồi. Con này mới chịu lên á. Rồi thì anh em mình câu sớm giờ thì cũng giáp mương các bạn. Thành quả được nhiều cua nè các bạn. Thì cái số cua này mai mình đâm, mình nấu bún nước lèo cũng ngọt các bạn. Rồi giờ anh em mình đi về các bạn ơi. Rồi Linh cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của anh em mình. Thì Linh xin hẹn cô chú anh chị và các bạn trong video kế tiếp. Linh cảm ơn các bạn.